tiền con thối 2.000. 10.000 thôi nè, lấy 2 kẹo ăn luôn đi con. Họ nó công tới tiền. Thôi con ăn kẹo 8 tới tiền con được rồi. Trời ơi, tao không có tiền lẻ rồi mà thối mày với mẹ mày mua quen tới nè, tao cho thêm cục nữa nè, ba cục. Hiểu không? Ba cục. Thôi con lấy kẹo đâu, con lấy tiền à, vàng bỏ heo. Ông heo không biết gì, ba cục kẹo ăn ngon hết. Đi, đi đó nha. Dạ. Ai mà tám lấy tôi chai nước ngọt coi. Ừ nè, nước ngọt nè con, 8.000 chai. Mày có thấy tiền không? Không. Không, khỏi thối. Nè, 8 cục. Nè. 1, 2, 4, 5, 6, 8. Đó, 8 cục, lấy đi. Thôi, tao đâu có lấy kẹo làm gì mày. Sao mà không lấy được? Bà thối tiền cho con, tôi bảo thối bà đưa kẹo cho nó. Rồi giờ sao bà không lấy? Kẹo của bà là sao bà không lấy? Quá ế lắm hả? Ừ thôi thì cũng như chai nước ngọt thôi nè. Lấy đi. Khoan, tôi muốn bao gạo nữa. À ha, bịch gạo 350, 350 á. Bà điểm cho tôi nha. Trăm một cục bà điếm cho đủ nha. Bà điếm mà sai một cái tao bẻ răng bà cho bà coi. Bà coi. Hả? Bà cắn ra chim nè, mấy đứa mình chọn cho bà cắn chưa? Bà điếm xong chưa? Nãy giờ bà kéo hồn chưa, điếm xong vậy? Từ từ mày nói là anh gì gấp như vậy? Bà đang điếm với mẹ đây nè. Mày á, cái gì mà gấp như vậy hả mày? Hả? Trời ơi, tôi đang kêu gọi mình chọn cho chiếc tàu quê đi nè. Hả? Nói như bà, nãy giờ được 4 chục lượt mình chọn, nãy cho biết tới giá mình chọn tôi. Mình chọn số ngày tới, tao không mình chọn cho mày đâu, cho mày biết. Trời ơi, gọi điếm được nhiêu rồi. Bây giờ quên, mày điếm lại từ đầu nè. Vừa lòng mày chưa? 1, 2, 3. Cho mình chọn luôn. Nỗi khổ thầm kín của chị em buôn bán. Cám, cám, trời đi chợ nè cưng. Đi chợ hả? Rồi vô đây mở hàng giùm chị nè. Vô mở hàng chị nè. Trời ơi chị. Trời ơi, em tưởng giàu lắm à. Ai về cuối cùng đi bán đồ chợ hả chị? Trời cứ khéo đùa nói chứ. Mở hàng giùm chị đi, trời ơi, nghe nói mày mở hàng mát tay lắm không? Mở hàng đi chị bán rẻ cho, nay có bắp nè. Có trái cây nè, vô mở hàng giùm chị đi cưng. Rồi, tôi ủng hộ, tôi mở hàng cái nè, mất mệt à. Mỹ à, Mỹ về nấu canh ngọt mát lắm nha. Rồi đi, đi, đi. Với đậu nè, về xào, xào cho con nó ăn, con mát là mát nhẹ mẹ ơi. Đi, lấy gì hết cho, trời ơi, tôi bớt cho. Mở hàng, tôi bớt liền. Chị lấy em này đi. Rồi, cái này của cưng là 25.000 thôi, chị lấy, chị mày lấy 20 thôi. Mở hàng, bớt 15.000 luôn. Bữa nay bán hết sớm chị. Ờ, hôm nay tao bán hết sớm. Trời ơi, nhờ bay mở hàng, hôm nay bán rồi cái 15-20 phút hết trơn, đồ ăn à. Và trời ơi, Út đi chợ sáng sớm hết cưng. Trời ơi, vô mở hàng giùm chị đó nè. Thôi mở hàng giùm chị đi, chị bắt rẻ cho nè. Ăn đậu không? Đậu đây, đậu nhà chị trồng luôn. Đậu về em phải lặt nữa, trời ơi, còn xào nữa. Tới chiều mới ăn thôi, em biến á. Thôi giờ bí đi, bí bán á. Bí về phải nấu canh nữa, làm biến đó, không lấy đâu. Nè, bắt không nè? Bắt nè, bắt thì bắt tiếp nhà chị trồng luôn, thưng nhà trồng mới hấp sáng cái gọn luôn nè. Thôi bắt ăn dính răng nó mới mua đâu. Chị ủng hộ chị mày cho, trời ơi, buôn bán mà mở hàng đi cho bớt cho. Em là tính em là phải mua ủng hộ chị, em mở hàng chị. Tại tính em mở hàng đắt lắm, em mở lại hàng chị phải nhiều nhiều xíu hơn. Em 2.000 ớt hiểm. Hả? Ớt hả? 2.000 ớt vậy? Thôi mua thêm đi cưng, mua thêm đi cho nó rẻ cho. Vậy khó bớt lắm, mua thêm đi cưng, mua thêm đi. Này bán luôn, bán lại nhiều chân á, mua thêm đi. Thôi 2.000 được rồi, em muốn ăn nhiều, 2.000. Ờ vậy thôi thì coi như mở hàng đi hết cưng, mở hàng may mắn hả cưng, mở hàng may mắn à. Ờ thì may lắm. Ủa? Ủa? Tối luôn vậy hả? Trời ơi. Người ta đi chợ. Chị gái đẹp, mua rau rác về cho em, chị gái đây tươi lắm chị ơi. Cơm nhúc này bán làm sao vậy chị? À không, nhúc anh chị gọi cơm nhúc anh bỏ 3 bó này, chị mua đi em để rẻ cho. Ờ bình thường em để 6.000 bó đó, nhưng mà hôm nay thấy chị thương vậy thôi, bán 3 bó 15.000. 15.000 3 bó hả? Rồi vậy lấy 3 bó luôn đi nha. Rồi em gói chị liền, em gói chị liền. Mẹ tôi đi chợ. Chị gái vô mua rau về ăn cơm chị ơi. Cơm nhúc này bán làm sao vậy? À hôm nay còn 3 bó cơm nhúc này mấy chị cho anh. 15.000 3 bó thôi. Chị bó vậy 6.000 3 bó 15.000. Thôi 10.000 3 bó tôi mua hết. Trời chưa nắng hết trơn, chị trả giá chị ơi, 3 bó 15.000 thôi, không 10.000 được đâu chị. Em bán rau có lời được nhiêu trơn á, 3 bó 15.000 chị. Thôi thôi đâu ra 15.000 3 bó bự. Này nó xuống ghê chết. Mua giùm ủng hộ cho, 3 bó 10.000 đi. Thôi vậy giờ bán lỗ vốn chị luôn, 3 bó 12.000. Được không? Chứ giờ em không bớt được nữa, 3 bó 12.000 là em không có lời rồi đó. Thôi không 12.000, 3 bó 10.000 mua, không ai thôi đi chỗ khác. Đi chỗ bán. Giờ bán không? Không bán tôi đi à? Rồi luôn, 3 bó 10.000 luôn. Trời ơi, chưa chậm chậm em lỡ rồi bán chạy lỗ luôn bữa nay luôn á. Vậy nhanh hơn không? Nhớ cho thêm tép hành, tép hành gì nó canh cho bà nội. Rồi em cho thêm tép hành, được rồi. Con mua hộ mai cô nè. Trời ơi, cô Tràng Mai mới nhập về không á con? Cô mới nhập về đồ chơi đồ cắt cho con, giống mua con. Ủa con, bông này bán sao vậy cô? À, cái này tép 10.000 hả con? Trời ơi, con vô mua ủng hộ cho cô đi cho con hết sớm về ăn Tết với con nè hả con? Được không? Tết nhất tới nơi bớt cho con chút đi. Không có bớt được con ơi, trời ơi, cô lấy tới 12.000 lận mà Tết tới cô không có bán được á. Cô bán rẻ cho con 10.000 luôn. Thôi chạy đi, Tết tới con mua ủng hộ cho cô vài cục luôn đi. Rồi luôn, trời ơi, tôi gần chết luôn à. Con ngày có bước dễ sợ luôn vậy. Cô tặng con cái lao lì xì nữa nha.
còn má tôi khi đi mua đồ Tết. Chị gái vô mua hộ cho em vài bông Tết về chưng Tết chị ơi. Ở này à, bán đồ Tết thì bán sao đây chị? À không thì à, 10 ngày đó chị mua ủng hộ em đi, đặng cho về bán hết sớm về ăn Tết. Trời ơi, coi nghĩ sao vậy mà 10 ngàn có thiệt bà luôn cơ, tôi còn thèm nữa. Nghĩ sao 10 ngàn, chị bán mắt bà ăn ở cái đất giùm tôi chứ đi bà ơi, đây đi, ghẻ giảm đi. 5 ngàn thì tôi mua hết cho bà, ủng hộ cho đó. Ủa 5 ngàn sao đủ vốn bán chị ơi, em lấy không là 8 ngàn rồi em bán đâu được chị. Giờ em bán giá gốc chị là 8 ngàn luôn nè, em không có bớt được nữa đâu. Dữ lắm tôi cho bà thêm 1 ngàn nữa 6 ngàn, dễ gì 10 ngàn. Trời ơi, 10 ngàn là bà cướp của giết người chứ mà bán mua gì. Vậy đấy không chịu thôi. Không có được đâu chị ơi, bán vậy là em lỗ chết. Tết này em đã bán ế sao mà còn lỗ nữa, nhục nhã lắm chị ơi. Rồi em bán rồi, muốn bán thôi tôi đi. Trời dễ mà, mua chỗ khác. Trời luôn vậy thôi, em bán nè, em về em ăn cơm luôn đi chị á. Chị ơi, mệt dữ quá à. Nói ăn vậy nhanh hơn không? Trời ơi, này thì bà luôn, người ta mua có 4 ngàn, tôi mua bà 6 ngàn, tôi để bà lắm cho bà biết. Rồi cho xin ăn bịch bây thì về luôn nha. Trời ơi, em bán lỗ chị rồi, em đâu cho được, chị mua hỏi luôn đi. Trời ơi, người ta mua rau nấu canh còn cho hành con cá. Bọn này mua bông giả mà không cho bao lì xì là sao nấu được không? Mỗi khi mẹ đi chợ. Ủa má, mới đi chợ mua được gì mà mất cả buổi sáng nè. Ờ đi dắt đơn này xuống mua tới sổ đầu nè. Trời ơi, nay chợ mắc chết, tôi mua được có mấy cái về chuẩn bị đám giỗ. Nè, tôi mua được cái rổ. Cái vỏ nhỏ xíu không có đựng được nhiêu đồ nên tôi mua được thêm 4-5 cái rổ đi về làm đá. Thêm cái thau vừa vừa để cho ngâm dưa, ngâm cải. Quất cái nồi nhỏ nhỏ để con thịt ăn ngày Tết. Thêm cái nồi vừa vừa để con quẹt ăn cơm. À còn cái nữa. Ê, cái thao nhỏ nhỏ để giặt đồ, giặt đá. Trời ơi, cuối năm mới đám giỗ mà mua chưa dữ vậy. Đem cái giỏ nhỏ quá, bây giờ không mua được nhiêu hết trơn à. Quên, tao có mua cho mày cái áo mới. Có mua mày mua cái áo gì bự chứ vậy, sao không bận chưa? Mày mua trừ heo, mốt mày lớn mày còn bận được nữa. Khỏi mất công. Mua trừ heo. Là trước ba mua cáo. Từ năm lớp 1 tới năm lớp 12 con bận còn rộng nữa. Trừ heo gì dữ vậy. Đây là tôi khi đi mua đồ. Ý à, ơi, mất vô không có gì không? Tao đưa tiền nè, đi mua tao chai nước mắm về kho cá coi. Hết nước mắm rồi. Thôi, trưa nắng chết đâu. Đừng có chai nước mắm, cũng đi mua làm biến chết rồi. Mày bước cái làm cây liền bây giờ mày tin không hả? Hả mày? Còn cái trái, đi dưới đây. Tiền nè. Có mua má rồi nè. Xong rồi thì mày đem vô cấp đi rồi, mày đưa tao lại 2 ngàn, dư 2 ngàn mày. Trời ơi, có 2 ngàn cũng đòi lại nữa. Phải nhiều sao? Nước mắm nó lên, nó lẽ còn dư tới 3 ngàn nữa cho mày biết. Trời ơi, tao bực mình lắm nha, đưa lại 2 ngàn lên. Còn đây là mẹ tôi khi đi mua đồ. Má chạy về rồi hả? Ừ, tôi đi chợ về rồi nè. Trời ơi, mệt muốn chết luôn nha, trưa nắng đêm bể cái đầu vậy. Tao mua được 5 chai nước mắm nè, trời ơi, để xài. À, ra mà chưa đủ mặn hay gì mà mua dữ vậy má. Mua chi 5 chai xài chừng nào mới hết. Tao để anh từ từ xài cũng hết. Mua 1 chai được cái chén. Mày mua 5 chai thì được 5 cái chén. Đỡ không? Biết không biết tính toán gì chân. Lớp già nào biết tính toán gì chân. Tức gì nó mới lời. Mua lên là mua vậy. Giảm cho bọn trong thơ cảm thấy một câu chạm dài quá thơ say lời. Giờ nôn nao mơ tâm cảm thơ. Ô sao bần thơ cứ thơ buồn. Đây là tôi khi đi mua đồ dùm mẹ. Có con xong hết chưa vậy con? À của con xong rồi nè, của con 59 ngàn. Rồi rồi vậy cô lấy đỡ tờ này nghe, con không có tiền lẻ. Trời ơi mày đưa tiền chẳng có sao tao lấy được. Đưa tiền lẻ thôi. Vậy cô cầm đi rồi cô thói lại cho con. Cái má con đưa tờ này con đâu có tiền lẻ đâu. Trời ơi mày đưa tiền lớn lấy tiền cho tao thò đưa tiền lẻ thôi. Cái má con thôi nè lấy đi. Rồi cắt tiền đi rồi mới mốt lại trả tao. Coi như mày thiếu tao 59 ngàn. Trời ơi có tiền mà còn bị dính chữ thiếu nợ nữa trời. Còn đây là mẹ tôi. Ủa chị, rồi tiền của em hết nhiêu luôn vậy chị, em gửi. Trời ơi, làm gì gấp ba nè, đồ trưng 59 ngàn. Chị lấy đỡ tờ này, chị thôi giùm em á, chứ em... Trời ơi, có tiền lẻ không đưa tao đi nhiều ơi, đưa tiền chẳng quá sao, tao thôi là biết thôi, chết vậy. Tiền lẻ đi. Thôi, đưa tiền lẻ nhiều quá, ngại lắm chị ơi. Trời ơi, tiền lẻ sao cũng được, chân đừng đưa tiền chẳng, chẳng biết thôi lắm, đưa tiền lẻ thôi. Đèn nhiều bịt tối đẹp mùa hè. Bên anh bữa tới làng mang ban nhạc hát em nghe. Nhẹ nhàng anh nắm tay có điều chi thọ thể. Mày điếm rồi chưa? Từ từ. Tao em biết là quên mất tiêu rồi. Mấy đây cỡ đâu nữa. 1, 2, 3. Ý à, má kêu con cái gì không? Ý mà chạy là bà Tám mua tao bịch muối bọt. Trời ơi hết trơn muối rồi, lấy gì đâu làm đồ ăn cơm. Trời ơi nó ơi, bữa nay bà Tám đóng cửa tao đi nhiều chuyện đâu đó không biết nữa. Nay dẹp tiệm mất tiêu rồi. Bà Tám đóng cửa chạy cái chợ mua giùm tao bịch muối coi. Đi lên đi mày, về làm đồ ăn nữa. Bây giờ con đang dọn đóng cửa chưa xong gì trơn nè. Còn gì cá không sai được gì trơn. Tự tao đi mua luôn nè mày. Mệt mỏi à, nó về rồi hả? Ê tao cái đổ mai đồ chết luôn nhà nhanh lên đi mày.
mà nó mua gì vậy, dữ vậy? Nó mua được gì đâu nè. Trời ơi, mua rau không nè, thấy chưa nè, ớt nè, rau nè, các thứ không nè, có gì đâu. Chứ mua đâu con cua đồng nè. Chứ mấy anh tết bạc về để ăn bậy bạ thôi, chứ có gì ăn đâu mày ơi. Ba có ba quỷ cua đồng với tết bạc rẻ tao mua thôi đó, chứ có gì đâu. Thì hồi nãy đi ngang thấy nhãn của bà sáu em với xài của bà sáu em á, nó quằn quá trời quằn, sợ nhãn nhấn lên tao lặt bớt, tao tỉa giùm bớt, chứ có gì đâu, nó có chôm đi nghe, tỉa giùm. Ủa mà nó có mua muối hả? Tao quên mua muối tiêu rồi trời, đất ơi đi mua cho con, không mua muối thiệt tình chứ trời. Thôi nhà với ai tao đi mua muối à. Nó hiểu luôn. Bịch muối phần 2. Ơ cái gì đấy? Ơ à, tao nghe nè. Má hả, tao tới đâu rồi? Đi mua muối cho nên để đâu mày trời ơi. Ờ mới về tới nhà má tự mở cửa vô nghe con đi coi vô tự lộn mày nha. Thôi trời ơi, chim đi, chim chúa đi, chim chúa cho tao coi. Nghe stream liền, like stream liền, ok ok. Con cái nó chạy vô đi, chạy đi. Trời ơi, trời. Hết rồi. Hết rồi, hết trơn rồi. Còn miếng nước này nó đâu vậy? Tao đi qua kiếm chút khác. Hả? Ừ. Ôi ai chim nãy giờ cho nó vô coi. Ai qua mà vừa mà được làm gì mà có mạng cho mày coi. Đi mà chửi theo rồi. Nãy giờ rồi vô coi nhanh đi. Ủa Cám ở đâu mày ăn ngon vậy? Ở vườn nhà bà mày để ăn trái ăn hả? Cám mày cũng kỳ cục quá nha. Nói sớm nhau hả? Mà mày có tánh nhà hả? Không mời ai lại thủ sao mày sao vậy hả? Nói tét lại gì bà? Trà la chứ gì mày coi gà khói cho mày kìa, mày thấy không? Nào. Hả? Ôi mày nói mày bắt được Cám vậy? Chưa, con đâu có biết gì đâu ta. Mày bắt chưa? Chưa. Hả? Black Friday. Chị gái trời ơi, ra vô mua áo đi chị ơi. Bữa nay áo mới về đóng đóng luôn, ghé về à. Cáo tiếng này hợp chị, nó về vô mua đi chị ơi, vô chị ơi. Ủa em gái, cáo ra nhiều cái gì cưng? Ủa 300 cái cho chị, mẫu mới về không? Không có mẫu cũ nào hết trơn nhá. Mua đi chị, mua đi đẹp lắm. Trời ơi 300 mắc chị, bớt đi chị mua. Trời ơi mới về chú ai bận, đâu phải đồ si da đâu mà bớt chị ơi, không bớt được đâu. Trời ơi chị em hàng xóm mà bớt đi tao mua. 300 bớt 150 đi, còn 150 đi tao mua liền hai cái. Trời đẹp là mua đi chị. Bớt đi tao mua, không có bớt được đâu. Bớt đi trời ơi. Em nói thiệt em không có bớt được đâu. Bớt đi, ai dạy cho mà bớt. Bớt thôi tao đi vậy. Đi. Mày bà áo tao 300 ngàn kêu bớt 150, ai rảnh mà bớt. Ngày Black Friday. Trời ơi chị gái, bữa nay Black Friday em sale sạch sàn, sale sạch sàn luôn. Vô muốn loại em đi chị ơi, đẹp lắm chị ơi. Ủa em, này áo này nhiêu cái gì cưng? Ủa nói chị nghe, bình thường cái mẫu này là 700 ngàn một cái. Chị 700. Bình thường cái mẫu này hả chị, là 700 ngàn một cái. Bữa nay Black Friday em sale sạch sàn, sạch sàn. Em bớt 300 ngàn còn 400 ngàn cái có. 400 ngàn một cái thôi đó chị. Em bớt gần phân nửa lần đó. 700 mà giảm hết 300 ngàn còn 400. Đúng rồi đó chị, đúng rồi, rẻ lắm. Chỗ rẻ lấy chị 4 cái, tôi lấy chị 4 cái. Chị nghe nha. Rồi chị lấy cái nào đi lụa đi, để em lấy cho chị nha. Bữa nay Black Friday đó nó rẻ dữ lắm. Có rẻ hơn bình thường, ráng mua đi chị, ráng mua đi. Trời ơi. Trời ơi Black Friday đây ơi, dĩ ra trời ơi tao mua đồ có rẻ. Vui gần chết vậy. Trời ơi cảm nay nhìn đẹp sang trai quá trời nha. À, cho chị mượn 200 ngàn được không Trưng, chị đám cưới. Tiền đâu mà cho bà mượn hoài. Trời ơi chị với em với nhau không à, mà 200 ngàn không lẽ mẹ không cho mượn được. Cứ tầng nào cũng qua mượn 100-200 ngàn, tiền đâu. Trời ơi tao mượn có 100-200 ngàn gì cái dám thôi mà. Mày tiền nhóc hết trơn, tao làm đâu có nhiều tiền được với mày. Trời ơi tôi cũng làm lúa, tụi bạn cũng làm lúa, tôi cũng trồng vườn, bạn cũng trồng vườn. Tôi cũng ở đợ, bạn cũng ở đợ. Tại sao bà làm không đủ tiền xài hả? Cái mặt mình còn giống nhau mà không lẽ cái túi mình không giống nhau. Trời ơi nhà mày giàu muốn chết, ăn hoài còn hết luôn, chi nhà tao nghèo muốn chết nha. Cho mượn đi. Tao đừng có gì chắc tại nghèo chắc tại giàu vậy đây. Đường ở tao mà làm có tiền hả? Tao qua mượn mày hoài đó, chị em buộc thịt buộc thà vậy đó. Ừ, thời gian là tiền là bạc. Tao không biết gì trơn. Tối đó tao ôm cái điện thoại ra tao cài app Luca vậy, tao cài like, cài share, cài cầm banh đồ kiếm thêm. Không thì tao lên đó tao kiếm hỗ trợ bán hàng trực tiếp đó. Trời ơi cứ ở đó than. Tao đẻ ở Quảng Ninh rồi về Trà Vinh rồi sống cái gì mà than hoài vậy? Chắc là tôi cũng xài Luca được chứ đâu. Mệt ghê. Để thôi tao đi về. Không cần đó mày. Trời ơi có mà tao không cần đó. Em chỉ tao cáo xài app Luca bởi vì nó mới giàu hơn mình. Chứ sao giàu được mình? Mình đẹp ghê nữa mà. Thôi đi cài app Luca.